Chúng ta sẽ đến với cái thể loại dạng toán tiếp biến với đường tròn. Thì thầy giáo sẽ giới thiệu với chúng ta cái bài số 1 ở đây với nhiều ý để chúng ta khai thác và làm quen dần dần. Bài số 1 là từ điểm M nằm bên ngoài đường tròn tâm O bán kính R, vẽ các tiếp tuyến MA, MB, AB là các tiếp điểm. Thầy giáo đã vẽ xong. Đây, từ một điểm M nằm bên ngoài đường tròn và các tiếp tuyến thì nó sẽ vuông góc với bán kính tại điểm nằm trên đường tròn. Các con đặt cái thước là sao cho nó tiếp xúc với này. Đấy, xong mình nối từ cái điểm này vào mình sẽ được ngay vuông góc nhá. Đấy. Lưu ý thầy nhắc lại là chúng ta kẻ ấy, là từ cái điểm M này mình kẻ sao cho đặt cái thước nó tiếp xúc với đường tròn ấy, thì nó nhanh hơn rất nhiều. Sau đó mình nối vào là nó sẽ vuông góc thôi, tính chất của nó. Ý thứ nhất là chứng minh tứ giác MAOB nội tiếp, MAOB nội tiếp tức là có một đường tròn đi qua bốn đỉnh này, hoặc hay bốn điểm MAOB cùng thuộc một đường tròn, thì đây là chính là cái câu hỏi. Nó khác nhau thôi nhưng bản chất của nó giống nhau. Các con ạ, thì cái câu hỏi này, hai câu này thì đóng và đóng bằng ngoặc này, tức là nó câu hỏi nhìn thì khác nhau nhưng bản chất là giống nhau, đều chỉ ra tứ giác nội tiếp thôi. Thì các bạn nhìn thấy ngay ở cái phần này là tứ giác MAOB đúng là tứ giác nội tiếp chưa? Ai trả lời thầy vì sao nhỉ? Chúng ta sẽ đến với cái lời giải chi tiết, thì cái dạng này nó hỏi ngắn quá, chúng ta trình bày chi tiết một chút nhé. Chúng ta sẽ nói là gì ạ? Ý thứ nhất này, mình sẽ trả lời là gì nào? Vì MA vuông góc với cả OA cho nên mình sẽ suy ra là MAO bằng bao nhiêu độ ạ? 90 độ. Thì theo tính theo giả thiết là người ta cho MA là tiếp tuyến, thì tính chất của nó là theo theo định nghĩa rồi là tiếp tuyến thì phải vuông góc với bán kính thôi, vuông góc. Đấy. Tiếp tục chúng ta có thể bổ sung thêm chữ giả thiết ở đây nhá. Tiếp tục là vì MB vuông góc với cả BO theo giả thiết, thì từ đó chúng ta sẽ suy ra góc MBO sẽ bằng 90 độ. Rồi, mình có cái tứ giác này có tổng hai góc bằng 90, rồi mình đi xét đi ạ. Xét tứ giác. MAOB có góc MAO cộng với MBO bằng 180 bằng 90 độ cộng 90 độ và bằng 180 độ. Từ đó mà hai góc này nữa, mà góc MAO này, MBO này. Đúng không con? MAO và MBO ở vị trí đối diện đúng không? Ở vị trí đối diện. Kết hợp hai cái yếu tố này chúng ta sẽ suy ra tứ giác MAOB nội tiếp theo dấu hiệu nhận biết tứ giác nội tiếp. Mình kết luận thôi. Vậy tứ giác MAOB nội tiếp mở ngoặc điều phải chứng minh. Thế còn thay cái câu này là bốn điểm thuộc một đường tròn, mình sẽ chỉ ra là nó là tứ giác nội tiếp, thì mình cũng suy ra là MAOB cùng thuộc một đường tròn, chỉ vậy thôi nhá. Các con hoàn thiện lời giải của bài số 1 đi ạ. Ý thứ nhất. Chúng ta đến với ý thứ hai nhé, chứng minh OM là đường trung trực của AB đây, OM là đường màu đỏ này, là đường trung trực của AB màu xanh này, là thì auto đã rất là đậm rồi đúng không ạ? Thì các con biết rằng giả thiết người ta cho là MA và MB là hai tiếp tuyến đúng không? Thế thì chúng ta biết được tính chất là giao điểm của hai tiếp tuyến sẽ có khoảng cách từ hai tiếp điểm là bằng nhau, tức là mình có MA bằng MB chưa? Có phải không ạ? OA và OB cũng bằng nhau không? Là đều bằng R. Các bạn bảo thầy chỉ ra bằng nhau để làm gì ạ? Vâng, chúng ta có cái kiến thức rất là quan trọng được học ở lớp 7 ấy, là chúng ta sẽ có cái điểm mà cách đều hai đầu đoạn thẳng. Hai đầu đoạn thẳng. Thì cái điểm đó phải nằm trên đường trung trực con ạ. Thì mình sẽ có là M cách đều hai đầu của A và B chưa? Thì M nằm trên đường trung trực của AB.
O cũng cách đều hai đầu của đoạn thẳng AB thì O nằm trên đường trung trực của AB không? Ô thì mình có được hai điểm M và O cùng nằm trên đường trung trực của AB thì có phải đường thẳng MO là đường trung trực của AB, vì theo hình học là qua hai điểm ta sẽ kẻ được một đường thẳng. Và vậy MO là đường trung trực của AB, xong. Đấy là cái lý do để chúng ta đi chứng minh ý thứ hai. Đó, thầy cho chúng ta sẽ cùng triển khai đúng không? Mình sẽ nói là vì MA và MB là hai tiếp tuyến của đường tròn tâm O. Đường tròn tâm O. Từ đó chúng ta suy ra là MA đúng không con, bằng MB. Mở ngoặc này là theo tính chất đó. MA bằng MB thì từ đó suy ra M sẽ thuộc đường trung trực. Thuộc đường trung trực. Của AB. Đây là cái ý thứ nhất nhé. Chúng ta đã có được một điểm nằm trên đường trung trực rồi, chúng ta sẽ xác định thêm một điểm nữa. Là O đây, cách đều hai đầu đoạn thẳng AB đây, đúng không? Vì OA bằng OB, vì sao bằng OA bằng OB ạ? À? Vì đều bằng bán kính là R. Từ đó chúng ta suy ra O cũng thuộc đường trung trực của AB. Thuộc đường trung trực của AB. Đây là cái ý thứ hai. Rồi, chúng ta đã có được điểm M thuộc đường trung trực của AB, điểm O thuộc đường trung trực của AB. Thì có phải là MO là đường trung trực của AB không con? Đấy, từ 1 và 2. Thì chúng ta suy ra là MO là đường trung trực của AB. Bây giờ mình kết luận thôi. Vậy MO là đường trung trực của AB. Mở ngoặc điều phải chứng minh. Các con thiếu bài vào đi. Nhanh nhẹn rồi phản hồi cho thầy nhé. Chỗ nào không hiểu thì hỏi nhé. Chúng ta sẽ đến với ý thứ ba, người ta bảo là kẻ cắt tuyến MCD. Cắt tuyến là gì? Là cái đường thẳng màu đỏ này con. Là cái đường thẳng xuất phát từ một điểm bên ngoài, nó cắt đường tròn tại hai điểm, người ta gọi đó là cắt tuyến nhé. Thì nhắc lại, kẻ cắt tuyến MCD, đây là đường màu đỏ đây. Nó chính là mà xuất phát từ một điểm bên ngoài, cắt đường tròn tại hai điểm. Còn đường MA này cắt đường tròn tại một điểm, người ta gọi là tiếp tuyến. Cắt hai điểm thì đường này gọi là cắt tuyến. Sao cho C nằm giữa M và D, lưu ý nhé. Bạn nào mà lấy D ở đây là sai đấy ạ. C phải nằm giữa thì là đúng nhá. Còn bạn nào mà lấy D ở đây là sai đấy nhá. C nằm giữa M và D đúng theo yêu cầu và đi qua OA và đi qua OA, đáp ứng chưa? Có bạn kẻ cắt tuyến ở dưới đấy là sai, đi qua OB là sai nhá. Người ta yêu cầu đi qua OA, như vậy thầy giáo đã làm đúng ạ. Yêu cầu thứ nhất, chứng minh MA bình bằng MC nhân MD. Chứng minh MA bình bằng MC nhân MD. Những cái ý tương tự thì về nhà các con hoàn thiện sau. Bây giờ chúng ta sẽ có cái đích đầu tiên là chúng ta sẽ đi làm cái phần MA bình ạ. Thầy giáo sẽ tích cái màu xanh này, chúng ta nhìn cho nó rõ. Chúng ta có nhiệm vụ là đi chứng minh cái ý này. MA bình bằng MC nhân MD. MA bình bằng MC nhân MD, các con chạy hình vào đi ạ. Chúng ta nhìn về hình nhé các con. Chúng ta nhìn về hình nhá. Người ta yêu cầu này, MA bình bằng MC nhân MD này. MA bình bằng MC nhân MD. Cái kiểu chứng minh đẳng thức này thì thầy giáo dạy các con rồi. Vâng, bạn Trường đã làm được rồi đấy. Là chúng ta sẽ đi nối nó vào mà chúng ta dự đoán tam giác này. MA với MC này. MA với MC thì hình thành tam giác là MAC không? Đúng không ạ? Thầy giáo nối cho các con nhìn nha. Đầu tiên là MAC này.
Rồi. Tiếp theo nữa là chúng ta sẽ đi có nối tiếp với MA bình, chính là MA nhân MA không? MA bình là MA nhân MA, cho nên MA mình nối với MD đi nữa. Nhá. Thì là tam giác là MAD. Đúng không ạ? MAD nối vào. Thì là mình được tam giác là MAC và MAD, mình phải chỉnh lại đồng dạng nhé. Nếu mà MAC thì phải tương ứng là cái góc nhọn này không, phải chạy ra đây, gọi là MDA. Hai tam giác này đồng dạng đấy, đúng không? À, tôi sẽ cho các bạn nhìn quan sát một cái hình được nhìn cụ thể hơn nhé. Đây, khi các con kẻ hình thì sẽ tô nó thành cái hình tam giác ở phía dưới nhé. Chúng ta cùng quan sát hình ở phía dưới. Đây, là nối vào nhá. Thì là tam giác MAC và tam giác MDC. Thì cái chỗ này là màu xanh nó đậm đấy ạ. Tức là nó chung của hai tam giác không? MAC và MDC. Thì hai tam giác này có cái gì chung nào? Có ngay cái góc M đầu tiên là chung rồi, đúng không? Thì ta sẽ khoanh cho nó cái màu đỏ đi. Đây, góc M thì ta khoanh màu đỏ đấy nhá. Đấy, góc M này chung của hai tam giác không? MAC và MDA chưa? Rồi. Thì còn hai góc nào bằng nhau nữa? Thì chúng ta thấy nhận thấy là cái góc MAC đây này, là nó là góc tạo bởi tiên tiếp tuyến MA với dây AC không? Thì là nó bằng một nửa số đo của cung AC. Trong khi đó góc D ở đây thế, góc D đây của tam giác màu xanh này cũng là góc nội tiếp thì có số đo bằng một nửa số đo của cung AC không? Như vậy là hai góc này bằng nhau rồi. Hai góc này bằng nhau thì dẫn đến tam giác là MAC và tam giác MDA sẽ đồng dạng không ạ? Bởi vì nó có hai cái góc tương ứng bằng nhau, đồng dạng thì từ đó mình sẽ suy ra là cái điều này chúng ta sẽ giải quyết được ngay. Đấy, không gì khó cả. Đấy là cái định hướng để chúng ta đưa đến cái lời giải. Nào, chúng ta sẽ nói nhé. Bây giờ ta đi xét, bây giờ ta đi chỉ ra hai cái góc này bằng nhau ra, đúng không? Mà tôi cũng không cần thiết là nó bị cùng bằng 1 phần 2 số đo của cung AC rồi, thì rất đơn giản là chúng ta sẽ đi xét tam giác MAC và tam giác MDA có góc M này chung không? AMC là góc chung nhỉ? AMC là góc chung. Được rồi nhá. Tiếp theo là góc MAC, đây là góc tạo bởi tiên tiếp tuyến MA đây, và dây AC đây thì bằng một nửa số đo của cung AC. Còn đây là góc D màu xanh ấy, là góc ADC đây, là góc nội tiếp cũng bằng một nửa số đo của cung AC ấy. Thì hai con đấy bằng nhau và có góc MAC, MAC bằng góc MDA, MDA vì sao? Vì cùng bằng 1 phần 2 số đo của cung AC. Rồi, kết hợp những yếu tố này chúng ta sẽ có tam giác đồng dạng rồi. MAC, tam giác MAC đồng dạng với tam giác MDA theo trường hợp góc góc. Từ đó hai tam giác này đồng dạng là mình suy ra tỷ số giữa các cặp cạnh tương ứng bằng nhau. Tức là chúng ta sẽ có là MA là 1,2 chia cho MD. Mình cần phải xuất hiện một MA nữa. Đây, MA 1,3 này thì là mình sẽ có là MC. MC 1,3 chia cho MA nữa. Cạnh tương ứng. Rồi, vì đấy hết diện tích mạng rồi. Thì nó sẽ mượn cái chỗ này để nó ghi nốt lại nha. Như vậy chúng ta có cái tính nhân chéo không? MA nhân MA là MA bình phương chưa? Bằng MD nhân MC, nhân MC, mở ngoặc, điều phải chứng minh đã giải quyết được xong. Những cái ý còn lại để các con về tư duy cho thầy nhé. Người ta bảo MA nhân MB thì chẳng có gì khó khăn cả. MA nhân MB ấy, vì MA nó bằng MB, tức là MA bình chính là MA nhân MB thôi. Bằng MC nhân MD thì mình thêm một bước này nữa thôi. Mà MA bằng MB nên mình có MA nhân MB bằng cái điều này. Thế còn ý chứng minh MB bình phương thì nó, mình lật xuống dưới đây này, nó cũng tương tự như vậy nhé. Các bạn về tư duy nhé. Các con hoàn thiện lời giải vào đi. Còn chỗ nào chưa hiểu chúng ta hỏi lại thầy ạ.
Tiền vị thứ tư ạ, là gọi H là giao điểm của AB và MO. H đây là giao điểm của AB, AB và MO. Như thầy đó kể tới đây cũng được, các con kéo kéo dài cũng được nhé, không sao cả nhé. H là giao điểm của AB và MO. Anh nghĩ ra chưa con? Chứng minh tam giác ạ. Ơi trưởng. Không, em chứng minh tam giác MCO với cả MDH. MCO, MDH đấy, hơi vất vả. MCO, MDH, con nhìn đi. Chúng ta học chúng ta có những cái thông tin ở cái bài trước nhé. Mình suy luận là ra, cố gắng nghĩ thêm tí nữa thì đơn giản lắm. Không cần phải chứng minh hai cái tam giác cái đồng dạng đâu. Chứ hai chứng minh hai tam giác cái mệt lắm. Nào các con nhìn vào hình cho thầy nha. Chúng ta nhìn vào hình này, MC nhân MD này. MC nhân MD thì cái ý lúc trước mình đã chứng minh được rồi. MC nhân MD nó chính là gì? Hả? MC nhân MD chính là MA bình. Có phải không ạ? Thế còn MH nhân MO xem nào. MH nhân MO nó có bằng MA bình phương không? Nó chắc chắn phải bằng MA bình phương. Nhưng bây giờ mình phải cần giải thích thôi. Vì sao nó bằng MA bình phương ạ? Thì các con biết rằng là cái đường MO này nó là đường trung trực của AB không? MO là đường trung trực của AB, chúng ta vừa chứng minh ý trên rồi nhé. Thì có phải là MO nó vuông góc với AB tại H chưa? Như vậy là chúng ta có tam giác này, tam giác vuông này, MAO này, có nhìn thấy chưa? À, vuông tại A nhé, có đường cao AH không? Thì mình sẽ có là gì? MH nhân MO có bằng MA bình phương chưa? Đây là hệ thức giữa cạnh và đường cao trong tam giác vuông không? Thì như vậy là hai cái tích này bằng nhau chưa? Các con, tôi xin nói lại nhá, MH nhân MO nhá, MH này nhân với MO này nó nằm trong tam giác vuông là AOAM đây này con. OAM này nó vuông tại A chưa? Còn MO là đường trung trực của AB thì chỗ này nó đang vuông góc không? Thì có phải là có là MH nhân MO bằng cạnh góc vuông MA bình phương không? Thế là mình đã giải được rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần lời giải chi tiết nhé. Là gì nào? Bây giờ mình sẽ nói nhé là vì MA là trung trực đoạn này. MO là đường trung trực này, là đường trung trực này. Của AB này. Từ đó suy ra AH, đúng không con? Sẽ phải vuông góc với MO. Được chưa nào? Thì bây giờ mình sẽ áp dụng hệ thức giữa cạnh và đường cao, giữa cạnh và đường cao trong tam giác vuông, trong tam giác vuông cho tam giác gì ạ? MAO, cho tam giác MAO. Thì mình có nhá, cạnh góc vuông bình phương chưa? MA bình này thì bằng MH nhân MO chưa ạ? Tất cả các bạn đều thừa nhận vấn đề công thức này chưa? Mà theo trên đúng không? Mà ta lại có MC nhân MD, MC nhân MD thì lại bằng gì? MC nhân MD bằng MA bình phương là chúng ta chứng minh ở phía trên rồi. Đó là theo chứng minh trên nhé. Thành ghi tắt nhé, CMT nhé, chứng minh trên nhé. Thì còn kết hợp hai yếu tố này chúng ta sẽ suy ra MC nhân MD sẽ bằng MH nhân MO.
mở ngoặc điều phải chứng minh, chúng ta tự kết luận thôi. Được chưa các con? Để chúng ta chữa bài vào đi. Chúng ta đến với ý tiếp theo là ý thứ 5 ạ. Gọi Y là trung điểm của CD. Y là trung điểm của CD, thầy đã không đánh dấu ở đây bởi vì nó bị rối mất, chỗ này nó đang bị cắt mất rồi. Đấy. Chứng minh 5 điểm M, A, I, O, B cùng thuộc một đường tròn và xác định tâm của đường tròn đó. M, A, I, O, B cùng thuộc một đường tròn. 5 điểm này. M, A, I, O, B cùng thuộc một đường tròn và xác định tâm của nó. Thì các bạn dự đoán luôn là tâm của nó nằm ở đâu, đúng không? Các con ghi đầu bài và cùng suy nghĩ ít phút. Tập trung nhanh nhẹn nhé con nhé. Chúng ta nhớ cho thầy một chút nhé, tam giác vuông nhé. Chúng ta chú ý cho thầy một cái kiến thức này rất là quan trọng mà chúng ta được học rồi này. Đó là gì ạ? Chúng ta chú ý cho thầy nha, cái cần nhớ đây này, cái chú ý nhá. Tôi sẽ ghi ở đây này, cái cần nhớ này, cần nhớ là đánh giá nhanh nhé. Cái cần nhớ là gì? Là tam giác vuông thì đường tròn ngoại tiếp đúng không, sẽ có tâm là trung điểm của cạnh huyền đúng không, trung điểm của cạnh huyền. Trung điểm của MO. Dạ, tâm của nó bây giờ nằm ở đâu ạ? MO, vâng ạ, đúng rồi ạ. Đấy, cần nhớ là tam giác vuông thì đường tròn ngoại tiếp đúng không? Sẽ có tâm ngoại tiếp nha. Đó. N, ngoại tiếp, có tâm là trung điểm của cạnh huyền. Đấy, dựa vào đó thì chúng ta sẽ làm được thôi. Sau đây tôi sẽ cho các bạn nhìn một cái hình rất là dễ quan sát. Đây thì các con nhìn thấy đây nhá. Năm cái điểm là M, A, I, O, B thì nó nằm ở trong ba tam giác vuông không? Tam giác M, A, O này là tam giác vuông tại A chưa? M, A, O là vuông tại A, tam giác màu vàng đấy ạ. Nó bị chìm xuống dưới đây. Thì là nó vuông tại A thì tâm của đường tròn ngoại tiếp đi qua ba điểm M, A, O là trung điểm của M, O không? Còn tam giác là M, I, O cũng là một tam giác vuông tại Y không? Vì sao ạ? Vì Y là trung điểm của CD thì đường nối từ tâm với trung điểm của một dây thì nó sẽ vuông góc với dây ấy không? Chỗ này nó cũng vuông chưa? Đấy, vuông cho nên là đường tròn đi qua ba điểm MIO cũng có tâm là trung điểm của MO, tương tự MBO không? Đấy, tam giác màu tím này ạ. Các con thấy chưa? Nó cũng vuông tại B thì tâm của nó là trung điểm của MO. Nó chung rồi, nó chung đều là trung điểm của MO rồi. Như vậy là đường tròn đi qua năm cái điểm này là trung điểm của MO, tức là năm điểm M, A, I, O, B thuộc một đường tròn là điều phải chứng minh, được chưa? Và chúng ta sẽ tiến hành quá trình ghi lại giải. Chúng ta sẽ có là gì ạ? Bây giờ mình đi chứng minh cái chỗ anh OI vuông góc bạn nhé. Mình sẽ nói là vì IC bằng ID cho nên mình suy ra là OI sẽ vuông góc với cả CD. Đây là quan hệ giữa đường kính và dây không? Đường kính đi qua trung điểm của một dây thì vuông góc với dây ấy á. Nó vuông góc với CD nhé. Đây là quan hệ của đường kính và dây, hệ của đường kính và dây. Rồi. Thế thì chúng ta sẽ xét các cái tam giác vuông. Thứ nhất là chúng ta xét tam giác OAM. Xét tam giác OAM. Vuông tại A. Được chưa? Thì từ đó chúng ta suy ra là M, A, O thuộc đường tròn. Đường kính MO cũng được, hoặc là trung điểm được, thuộc đường tròn. Thầy ghi tắt nhé, đường tròn. Tôi cho là đường kính đi. Đường kính. Tâm là trung điểm cũng thế, đường kính MO.
Đây là tính chất nhé. Xét tam giác thứ hai là tam giác MIO. Tam giác là màu xanh nó bị che và màu vàng nhưng nó pha lẫn ở đây này. Xét tam giác tiếp theo MIO, mình phải nói nó vuông tại Y ạ. Thì từ đó chúng ta suy ra ba cái điểm là MIO lại thuộc đường tròn đường chính MO. MIO thuộc đường tròn đường kính MO. Đây là theo tính chất. Được chưa nào? Tiếp nữa đây, MBO cũng lại vuông tại B chưa? Xét tam giác tiếp theo. Xét tam giác MBO vuông tại B. Thì chúng ta cũng lại suy ra là MBO thuộc đường tròn đường kính, thuộc đường tròn đường kính cũng MO, cũng theo tính chất. Rồi bây giờ chúng ta có những yếu tố là 1 2 3 4 5 rồi, 1 2 3 4, bây giờ 5 này, 6 này, 7 này. Từ 5, 6, 7 thì có phải tất cả các điểm này đều thuộc đường tròn đường kính MO không? Từ 5, 6 và 7 thì ta suy ra 5 cái điểm đó đều thuộc đường tròn đường kính MO. 5 điểm là M, A, I, O, B thuộc đường tròn đường kính MO. Thuộc đường tròn đường kính MO. Rồi, nó thuộc đường tròn đường kính MO thì có phải là chứng minh là 5 điểm này thuộc một đường tròn chưa? Bây giờ mình chỉ cần kết luận thôi. Vậy 5 cái điểm là M, A, I, O, B cùng thuộc một đường tròn. À, thuộc đường tròn đường kính MO, tâm là trung điểm của MO đúng không? Tâm là trung điểm của MO thôi, là trung điểm của MO. Đấy. MA, IOB cùng thuộc một đường tròn, cùng thuộc một đường tròn. Đường tròn. Có tâm là trung điểm, trung điểm của MO. M ngoặc điều phải chứng minh. Rồi các tín hiệu thành các con chữ bài vào. Chúng ta sẽ đến tiếp với ý thứ 6 ạ, chứng minh tứ giác OHCD nội tiếp. Tứ giác OHCD nội tiếp vì sao? À, để đó đã bôi hẳn cái màu xanh cho người ta rồi. Để chứng minh được tứ giác là nội tiếp. Các con chỉ cần ôn kỹ nhất thành cái hình này thôi. Đó, một cái hình này người ta xoay ra những câu hỏi khác nhau á, là mình sẽ đi thi mình làm được tốt thôi. Chứng minh tứ giác OHCD nội tiếp. Thì đây là một cái ý nó cũng không phải dễ đâu ạ. Ý này nó cũng khó bởi vì nó giấu. Nó giấu đi thứ nhất là chúng ta xác định tâm của nó quá khó luôn, nhìn cái tam giác nó chéo, cái tứ giác nó chéo vẹo như này, cái tứ giác màu xanh đây. Thế thì thầy mới nghĩ đến cái việc là chứng minh tổng hai góc đối diện cộng lại là 180 độ nhé. Bởi vì sao? Bởi vì sao các con cùng nhìn cho thầy ạ? Chúng ta có thể chứng minh được góc D bằng góc H thế này. Bởi vì mình sẽ đi chứng minh được tam giác là giống như bạn Trường lúc trước nói ấy, là cái tam giác là MHC. Tam giác MHC sẽ đồng dạng với tam giác MDO. Nhưng mà nhờ những ý trước thì bây giờ mình chứng minh đồng dạng nó dễ hơn. Đấy, thầy xin nhắc lại là chúng ta sẽ đi chứng minh tam giác là MHC đồng dạng với tam giác MDO. Thì lúc đó tôi sẽ đánh dấu ở đây là chúng ta sẽ có cái góc D1 ạ.
cái góc D1 nhá, thì nó sẽ bằng góc H1, thì dẫn đến là góc D1 cộng với góc đối diện là CHO sẽ bằng 180. Đấy, D1 bằng H1 thì suy ra là CHO cộng với D1 bằng 180, và đây là hai góc đối diện thì suy ra cái tứ giác là CHOD sẽ là một tứ giác nội tiếp. Thì cái việc để chứng minh cái tam giác là MHC đồng dạng với tam giác là MDO không khó đâu. Bởi vì các con đã có được cái lúc trước mình chứng minh được ý, là MC nhân MD bằng MH nhân MO nhá, thầy nháp nha con nha, thầy nháp này. Thầy đã có là MC nhân MD này bằng MH nhân MO này con. Đúng không? MC nhân MD bằng MH nhân MO. Thì từ đó thầy giáo sẽ suy ra được cái tỷ lệ cạnh tương ứng không? Là MC chia cho MO đi. MC của tam giác là MHC nhé, chia cho MO nhé, của tam giác MDO nhé, sẽ bằng MH trên MD chưa? Lại bằng MH của tam giác trắng cái này nhé, chia cho cái MD của tam giác lớn nhé, MDO. Và cái góc ở đây nữa thì nó sẽ ký hiệu ở đây là cái góc này là góc M2 đi, hay là góc M1 thì được. Đây, cái góc này là góc chung của hai tam giác không? Như vậy là chúng ta đã chứng minh được hai tam giác này đồng dạng thì MD1 sẽ bằng H1 thôi. Mà CHO cộng với C1 bằng H1 bằng 180 thì CHO cộng D1 bằng 180 thì chúng ta sẽ chứng minh được ngay. Tứ giác màu xanh này là CHOD có tổng hai góc đối diện cộng lại là 180 độ thì tứ giác ấy là tứ giác nội tiếp thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần lời giải như sau. Như vậy là chúng ta đã có này, ta đã có này. MC nhân MD bằng MH nhân MO. Từ đó chúng ta sẽ suy ra là MC trên MO. Trái chia phải bằng phải chia trái MH trên MD. Để biết rằng mình có ghi cái này đúng hay không ấy thì rất đơn giản là mình kiểm tra cái tích nhân kéo đi. MC nhân MD giống ở đây chưa? Bằng MO nhân MH chưa? Giống rồi nhá. Đấy, kiểm tra tích nhân kéo rồi. Bây giờ mình đi xét hai tam giác đồng dạng thôi. Xét tam giác MHC và tam giác MDO có MC trên MO bằng MH trên MD là theo chứng minh trên. Chúng ta có cái góc M1 này chung không? Mình có thể viết rõ nó đi là CMH là góc chung. CMH là góc chung. Kết hợp những cái yếu tố này chúng ta sẽ suy ra là tam giác MHC đồng dạng với tam giác MDO theo trường hợp góc góc. Rồi từ đó mình suy ra cặp góc tương ứng bằng nhau không? D1 bằng H1 chưa ạ? Từ đó mình suy ra góc D1 sẽ bằng góc H1 mở ngoặc góc tương ứng. Mà mình có CHO cộng với H1 bằng 180 không ạ? CHO cộng với H1 bằng 180 độ. Lý do đây là hai góc kề bù. Từ đó mình kết hợp lại mình sẽ suy ra là CHO cộng với D1 đúng không ạ? À, D1 bằng H1 này ạ. Cộng với D1 CHO nhé. Cộng với D1 sẽ bằng 180 độ. Tốt rồi, bây giờ mình lắp vào xét tứ giác hay là ra. Có phải không ạ? Mình sẽ lắp vào xét tứ giác thôi ạ. Nào, xét tứ giác này. Tứ giác
OHCD, OHCD có CHO cộng với D1 bằng 180 độ bên này rồi. Là chứng minh trên, mà CHO và góc D1 ở vị trí đối diện. Từ đó chúng ta suy ra cái tứ giác OHCD. Nội tiếp, tứ giác có tổng hai góc đối cộng lại 180 độ thì là tứ giác nội tiếp thôi. Theo dấu hiệu nhận biết, đúng không ạ? Tứ giác nội tiếp. Mình kết luận thôi, vậy tứ giác OHCD nội tiếp mở ngoặc điều phải chứng minh. Rồi các con chữa bài vào đi. Chúng ta đến với ý thứ 7 ạ. Chứng minh OH nhân OM. OH nhân OM là cái đường màu xanh ở đây cộng với MC nhân MD cộng với MC nhân MD bằng MO bình phương, bằng MO bình phương. MO bình phương OH nhân OM, MC nhân MD bằng MO bình phương. À, toàn liên quan đến đường màu xanh đúng không? Tất cả đều xanh. Vì sao? Các bạn có làm việc nó có trí nhớ một chút thì là chúng ta sẽ làm được ngay thôi. Nào các bạn đã ai nhìn được ra hướng giải chưa? Các con nhìn này, hình như có gì đó liên quan đến Pythagore anh em ạ. MO bình này, MO bình này. Mình có cái OH nhân OM. Mình nhìn vào hình nhé. OH nhân OM nằm trong tam giác vuông OAM. Đúng không? Thì nó nằm trong tam giác vuông OAM thì OH nhân OM thì có phải bằng OA bình phương không? Các con thừa nhận với thầy nhá. Rồi, MC nhân MD ạ. MC nhân MD lúc trước mình làm không? Nó chính là MA bình phương không? Thế con cộng lại hai cái này cho thầy ạ. OA bình cộng MA bình ạ. OA bình cộng MA bình có đúng bằng MO bình phương chưa? Thế xong rồi, đấy. Các cái bài người ta cho, người ta cắt bớt ý đi, người ta hỏi ý, người ta bỏ mấy ý trên đi, người ta hỏi cái này là các con chứng minh vất vả này. Nhưng bây giờ mình nhìn rồi, mình thấy là mình làm, mình nhớ rồi thì mình thấy nó đơn giản thôi. Được chưa nào? Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần lời giải chi tiết nha. Chúng ta nhận thấy là gì nè? Ta bắt đầu là ta áp dụng này. Hệ thức giữa cạnh này để mình có cái OH nhân OM thì bằng OA bình phương đi. Áp dụng hệ thức giữa cạnh và đường cao trong tam giác vuông cho tam giác OAM thì con có là OH nhân OM thì sẽ bằng OA bình phương không ạ? Không, đấy là cái này theo định lý rồi nhé. Đây là yếu tố 7 rồi, bây giờ đến 8 đúng không? Tiếp theo nữa, chúng ta sẽ có MC nhân MD thì mình có rồi. Ta lại có MC nhân với MD thì bằng MA bình phương không?
Cái này là theo chứng minh trên. Đây là cái số 9. Rồi từ 8 và 9 ạ. Từ 8 và 9. Thì chúng ta sẽ suy ra OH nhân OM cộng với MC nhân với MD chính bằng OA bình cộng MA bình. OA bình cộng MA bình với theo định lý Pythagore rồi đúng không? Xét tam giác gì ạ? OAM vuông tại A. Thì mình sẽ có là gì ạ? Có là OA cộng MA bình phương, bình phương bằng MO bình phương. Đây là theo định lý gì ạ? Định lý Pythagore. Pythagore rồi. Còn kết hợp hai cái dòng này thì con suy ra điều phải chứng minh thôi. Con sẽ suy ra là OH nhân OM cộng với MC nhân với MD bằng MO bình phương. Đó, các bạn sẽ tự kết luận lại đây là vậy nhé. Xong rồi mình ghi là điều phải chứng minh thôi, không có gì khó khăn cả. Được chưa? Đấy, nhìn nghe có vẻ hóc búa lắm nhưng dân làm cho ta nhớ hình một chút nhé. Các con nhớ học là phải nhớ hình ấy. Thì chúng ta sẽ dễ giải quyết ở những cái bài tập khác. Chúng ta sẽ đến với ý thứ 8 là chứng minh IM là tia phân giác của góc AIB. IM đường màu xanh đấy ạ. Là tia phân giác của góc AIB. AIB là đường màu đỏ đây. Để chứng minh nó là tia phân giác, mình đi chứng minh góc AIM bằng MIB là xong thôi. Đường màu xanh là tia phân giác của góc màu đỏ đây. AIB. Vì sao? Không còn lắm đâu. Chúng ta bình tĩnh đi. Là mình sẽ làm được thôi ạ. À, các con đã nghĩ ra được cái đường MI là tia phân giác của góc AIB chưa? Nó khá đơn giản là chúng ta còn nhớ cái câu mà chúng ta đã chỉ được ra là năm cái điểm là MAIOB cùng trục một đường tròn không? Thầy giáo sẽ cho nó hiện hình ảnh cái lên một chút nhé. Đây các con. Chúng ta sẽ cùng theo dõi nó một chút. Cái hình này chúng ta làm rồi đây ạ. Đây, nó đây. Thì con nhìn thấy nhá. Cái nó cùng trục một đường tròn ấy, thầy giáo sẽ nối tiếp vào đây nhá. Ví dụ ở đây là A với Y nhá. Đấy thì các con nhận thấy là cái góc này này là góc AIM này, nó sẽ là góc nội tiếp chắn cung MA không? Thế còn là mình thầy giáo nối tiếp Y với B nhá. Đúng không? Thì góc MIB chỗ này không? Cũng là góc nội tiếp bởi chắn cung MB không? Mà hai góc nội tiếp chắn hai cung MA và MB là đều bằng nhau. Thì suy ra hai góc đấy bằng nhau không? Đây con áp sang hình này. Đây, đây nha. Góc AIM không? Là góc nội tiếp không? Của cái đường tròn đường kính MO đây này. Đấy. Thì nó bị chắn bởi cái cung MA không? Còn góc nội tiếp này là góc MIB. Đúng không ạ? Đấy, nó cũng bị chắn bởi cung MB không? Nó bằng 1 phần 2 số đo của cung MB mà hai cái cung MA và MB là bằng nhau. Đấy, có một đường tròn đi qua 5 cái đỉnh này. Đấy, tứ giác nội tiếp đây, hình chúng ta học làm rồi đấy ạ. Thì như vậy là hai góc này bằng nhau. Hai góc này bằng nhau thì dẫn đến là IM sẽ là tia phân giác của góc AIB thôi. Đấy, chúng ta cùng đến với lời giải chi tiết. Chúng ta sẽ xét đường tròn đường kính MO đi qua 5 điểm đúng không? Đi qua 5 điểm MAIOB MAIOB thì chúng ta sẽ suy ra được góc AIM của mình không? Đấy là góc nội tiếp bị chắn bởi cung MA, suy ra góc AIM bằng 1/2 số đo của cung AB.
À, cung MB ạ. Rồi nhá. Và tiếp ạ, à, góc MIB ạ. À. MIB. Đúng không con? MIB bằng 1 phần 2 số đo của cung MB. Bằng 1 phần 2. Điều ở ai? À trên ạ. À. Vâng ạ, à, thầy đã ghi nhầm. Cảm ơn bạn Phương ạ. À. Quá chuẩn. Đúng. Vâng, thầy đáo chỉnh lại nha, bằng 1 phần 2 số đo cung MA. Rồi dưới là MIB. MIB thì bằng 1 phần 2 số đo cung MB ạ. Mà hai cái cung này bằng nhau chưa? Mà cung MA thì lại bằng cung MB. Vì sao hai cung này bằng nhau ạ? Vì hai cái dây MA và MB bằng nhau. Vì cung là mình ghi vòng vòng chút nhá. Đó. Vì dây MA bằng dây MB, hai dây bằng nhau, căng hai cung bằng nhau, kết hợp ba yếu tố này chúng ta suy ra góc AIM, AIM sẽ bằng MIB. Rất đơn giản, tưởng là hóc búa đúng không? Các con làm là các con phải nhớ các ý trước nhá. Đi thi ấy, người ta cho ý này này nhưng người ta giấu các ý trên kia đi, các con phải tự chứng minh. Đấy, cho nên các con làm cái bài này hôm nay thầy giáo dạy là con phải thuộc luôn cái bài này cho thầy nhá. Thuộc cái hình này là mình biết ngay, ủi dồi chúng tủ rồi, về phải làm lại và nhìn lại cái hình này nhá. Đấy, mà IM nằm giữa IA và IB, con kết hợp hai cái yếu tố này thì con suy ra IM là phân giác. Là phân giác của góc nào ạ? Của góc AIB. Tự kết luận xong ghi lại điều phải chứng minh thôi. Rồi bài học đến đây là kết thúc. Thầy giáo giới thiệu cho các con 8 ý thuộc cái thể loại bài toán là tiếp biến với đường tròn. Các con nhớ xem lại bài nhé. Và ôn lại một cách nghiêm túc cái hình này. Đi thi là cứ nhìn thấy cái dạng hình này là mình sẽ chuẩn ngay là tiếp tuyến với đường tròn. Được chưa? Để có những cái ý này. Chúc các con học tập thật tốt nha. Nhớ chăm học. Các con học đi. Chữa bài vào. Còn chỗ nào chưa hiểu thì hỏi lại thầy. Và bạn nào xong rồi có thể tự chủ động rời phòng nhé.